Mở đầu video thì Điệp chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe dồi dào nha. Thì cho Điệp giới thiệu sản phẩm bên Điệp chút xíu rồi hãy qua bên sư phụ đi chài nó nghe nha. Thì chấm lươn bên Điệp bán một ống 50.000, ngoài hôm tre, trong hôm lưới, đằng sau có lưới cho lươn thở. Thì một bên Điệp bán một ống là 50.000 đồng. Ngoài tỉnh thành tiền ship 50.000, bên anh em chịu nha, chứ Điệp không có bao ship. Còn mật ong này thì trên thị trường thì Điệp không có nói giá được. Bên đây là chai mật ong ha. Thì Điệp bắt mùa nắng, còn chỉ là vài lít nữa là hết rồi. Mật ong sáng ánh vàng tươi. Còn ở bên đây thì chai mỡ trăng, bên Điệp bán 300.000 một lít. Điệp bao tiền ship nha. Đó, mà cái chai này là chai nửa lít 150.000. Anh em mua nửa lít thì anh em chịu tiền ship. Một lít thì Điệp bao. Mật ong này thì Điệp cũng bao tiền ship luôn. Nửa lít thì Điệp cũng bao hết. Đó. Rồi thì Điệp bây giờ giữ ghe hoài mệt quá cả nhà ơi. Thì cái ghe này lúc trước Điệp mua ở bên Bến Tre làm có giấy tay đàng hoàng ha. Thì ghe này Điệp mua lại với giá là 30 triệu. Điệp về Điệp sửa thêm vài triệu nữa là 30 mấy triệu. Bây giờ Điệp kêu giá bán là 25 triệu. Điệp lỗ 7-8 triệu ha. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua chấm lươn, mở chăn, mật ong gừng hay là mua ghe này thì xin liên hệ Điệp trên có phải video màn hình. Có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334 ha. Giờ nước cũng đang gồng, mới vừa gồng hả cả nhà ơi, chứ chưa gồng sát. Qua rủ sư phụ chú Sáu đi chài ha. Rồi đừng mời cả nhà lên đường. Thành ra là nghe đệ tử nói sắm được cái máy lặn, rồi cũng nhiều anh em vô rồi cũng bàn ra tán vô này kia nọ. Nói chung cái chuyện đó không phải đâu. Tôi thì nói chung là tôi công chuyện nhiều lắm. Hơn nữa đệ tử tôi thì nói chung là cũng có khi là quay cái clip và để gửi đến cho anh em coi, thấy không? Chừng 2-3 ngày mà không có clip này kia nọ anh em trông. Rồi có khi mà nếu tôi không đi như vậy thì ví dụ như đệ tử thì sắm cái máy khác thì cái chuyện đó là bình thường. Bởi vì cái chuyện đó là một là phục vụ anh em, thứ hai là cái chuyện là cũng cơm gạo, thấy không? Đi chài để quay clip rồi cũng kiếm cơm gạo cho gia đình. Chứ không phải là phản bội tôi hay gì đâu. Nói chung là đệ tử thì sống cũng có tâm lắm. Nó cũng biết kính trên nhường dưới, cũng biết điều, phải không? Còn cái chuyện mà tôi có đi hay không thì là lâu lâu tôi mới đi, chứ không phải là mỗi ngày mỗi đi. Bởi vì cái chuyện hoàn cảnh mỗi người nó có khác nhau. Đó. Khi công chuyện nhà tùm lum hết trơn, phải làm chuyện này chuyện nọ rồi lâu lâu mới có đi được. Không có rảnh, nói tóm là không có rảnh. Còn đệ tử thì sắm máy được đi thì cái chuyện nó càng tốt thôi. Cái này nhằm mục đích cũng phục vụ cho các bạn mình, anh em cả nhà mình. Thứ hai là cũng có clip để này kia cũng kiếm cơm gạo rồi. Thôi bây giờ vậy nha, anh em đừng bàn tán xôn xao gì nữa trơn á. Ồ, giấc sáng ngày bông nở đẹp quá trời cô chú ơi. Phụ ơi, sáng ngày bông nở đẹp quá trời Phụ. Đăng lý ra đẹp xuống ghe nghe nha. Nhưng mà thấy cái vườn của sư phụ mấy cây sứ à. Nhìn thấy đẹp quá. Có đài phát thanh nữa. Rồi, Điệp gửi lời chào quý ông bà cô dì chú bác. Gần xa nha, chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe. Hôm nay cũng đến hẹn lại lên là nói chung là một tháng đi chài được mấy ngày chú Sáu? 2 ngày, 3 ngày. Mà chắc 3 là ít. Bữa này 2 ngày là hay rồi đó. 1 với 2 nó là nhiều. Lúc này là nước nó mau lớn đó là con. Rồi giờ là mau lớn. Nè, hưởng luôn nè. Nó uống này no dữ rồi. Rồi giấc chiều bụng có điện thím Sám Sáu nói giờ chú Sáu đi tung tăng hả? Có rồi mấy về tôi mới điện cho ông lại đó. Vậy đó hả? Từ tung tăng sáng ngày phè phè ghe vậy. Uống tăng bầm hả? Rồi đây là khán giả mình nha. Này là sư phụ nó nghe quý ông bà cô gì chú bác thì cũng có rất là quen thuộc. Cũng có số anh em mới vừa vô tình lướt qua chưa biết thì đây là sư phụ của Điệp. Đó. Nhìn sư phụ cũng có nhiều bình luận, sư phụ không có lướt bình luận đọc đâu, nói là sư phụ là nó tướng phong độ đẹp trai, thời trai trẻ chắc là đắt dễ lắm. Đâu có gì đâu, đấm xình non tới nách à. Vậy đấm xình non tới nách chứ đâu có gì đâu à. Vậy đó hả? Rồi còn mà đắt khô sao? Rồi còn đắt khô có đấm nổi không? Đắt khô đấm chạy tay không dám đâu. Vậy đó. Đấm xình non bậy chơi được. Thì thầy trò ông tháng gì chạy được chừng 2-3 ngày nó nghe cả nha. Thì mỗi một con nước gì xuống chạy gãi khoảng 4 chạy 5 chạy là nhiều. Bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành với thầy trò ha, với sư phụ, với chú Sáu, với Điệp.
Đó, nhìn tướng này cũng cũng ngon ngon lành lắm nè cả nhà. Thôi chào các bạn mình nha, hẹn gặp lại nha, rồi mời anh em mình cũng đi thư giãn tung tăng đồ chơi mà mời 400-500 anh em vậy đó theo nha. Chứ bây giờ cái tình hình đó là tháng này là tháng 5 rồi, gần tới tháng 6 rồi, thành thử là cái nước của nó cây chài không phải như tháng giêng nó màu lớn lắm vậy, nó xây chắc tối, mình đâu có đi chài chắc tối đâu. Thành thử cái tháng này là nước mới vừa hừng đông là nó muốn lớn rồi, không ấy là nó đầy giải không ít. Có một số cô dì chú bác cũng trong thời gian qua cảm ơn, nói là nghe đài phát thanh này là hay lắm đó sụ. Mà bây giờ qua nước ngoài để sinh sống đó, để mưu sinh. Nói ngày xưa Việt Nam mà sáng ngày là hay nghe đài phát thanh lên là nghe cũng hay. Mà sư phụ ở gần cái đài phát anh hả? Bên sát bên nè, cái loa sát bên nè, cục điện nó gắn này nè, hai cái dây vô, cái dây ra đó. Sáng ngày nào ngày thôi đi nè, để tranh thủ để nó lớn nè, ăn đi. Rồi. Rồi hôm nay chắc ở giữ chắc, cái bọc này nha. Chắc ở cổ nữa quá. Không có, không sao cho nó. Vậy hả? Ừ. Giữ cái bọc đó để chìa khóa luôn. Rồi. Qua tới mé đây luôn. Tôi cũng bệnh rồi, hai cũng bệnh rồi, tao bệnh rồi đó mấy. Bệnh hả? Ờ, mấy lên bệnh thật. Nè, bỏ cái chìa khóa vô coi. Ngon lành chưa? Chặn lại chú Thái. Nói chuyện lớn nghe cả nhà. Mũi ra ngoài. Rồi. Bự lên. Quả im. Rồi. Ngắt máy à, lui lại xong. Rồi từ từ. Con chú ý xình á, con chú ra. Vậy chứ đi ra là lặn đi con cầm chưa? Đi ra lặn đi. Không mệt thấy thấy mẹ luôn à. Phải chịu chứ đủ rồi, sao vậy? Làm gì cũng phải có huấn luyện viên rồi mới đủ hả? Tao phải chỉ huy cho hai ông lặn mới được chứ. Ở trên thì tao cũng còn coi ghe cổ luôn chứ phải không? Không coi ghe cổ sao được? Ờ, nó quan sát rồi chứ bộ. Mày nhảy lên đi, mày đứng lên trên đi. Cho nó đứng hỏng lên, nó đứng kéo thẳng như vậy nè. Tụi chạy tới trên rồi nè. Rồi đứng hỏng lên. Từ từ đừng kéo quá, nó gắt cài. Khoan để nó gom từ từ đi. Bao dí nhóc chân á, nó chúi với bao á, nó chúi nó ra. Gom lại đi, gom đi. Còn cái tay trong trước á, nó chúi ra. Từ từ. Từ để nó rất dài. Nó không chịu lên nữa. Lộn chị chân à. Gom lại đại đi. Đó, nó lên con đó, nó lên trên con đó. Nó vàng, chiếc vàng. Quá trời nè, cầm cầm đây phụ. Trời ơi, cái dẫn nào mấy anh, cái dễ dẫn cũng là vành đó chứ. Bởi vậy nó ra cũng nhiều lắm nè, lộn chị chân rồi. Lộn chân rồi. Ôi lộn chị chân rồi, biết sao giờ. Lặn yêu cầu mà đem được cái chạy lên là mừng như má đi chợ về rồi. Lặn không có mấy hơi nó mệt. Cái dẫn còn mình bành không? Hả? Cái dẫn còn nặng nó dữ lắm luôn, tháng này nó về. Bây giờ tao vũ võng nha.
con nào bắt bắt con nào thả thả nha. Hả? Sao hả? Núi vậy hả? Dạ. Yeah. Nè, cái quả cho em và con đi. Con quả này chèo quả này con lùng. Lấy cái thùng xuống, lấy cái thùng gì xuống lẹ đi. Quá trời đi. Muốn nước đi, muốn nước vô đi. Nè chú Sáu. Nè nè, chú Sáu bắt. Bắt đi. Nhóc rồi kìa. U, đang có trứng nè. Bỏ không? Bỏ đi. Dọn đi. Để đi. Bắt con đó thôi. Dọn nuôi đi. Mày coi cái nào bự rồi đó. Nè chú Sáu bắt một con bự được rồi. Bỏ đi. Cô phải dẫn coi nè. Chú Sáu bắt con bự đó. Chú Sáu cũng rồi. Chú Sáu cũng định thả nữa. Còn cá này là để nuôi nè. Ông thấy ở chính giữa lòng sông có cái cách mà thấy ngon không? Ừ. Mà ta giải thì ta biết luôn. Ta giải nó bự kìa. Ra cũng nhiều lắm đó. Cái này về kiếm cái máy đem theo với lặn kiểu này đủ mệt quá. Ừ. Cái này nó cạn nữa. Cái sâu ngậm gì? Anh ơi khép khép lại. Hết hồn rồi. Cái thằng đệ tử tôi nó ác lắm. Mấy nó quay chỗ hiểm không mày. Cái quay lén không rồi kia. Nó quay ngay chân ngã ba luôn. Quay chỗ này mấy em nhiều dữ à, dữ à. Ba trời. Cá bự kìa. Nó lại cái nó xỉu à. Sư phụ, con cá kia trời trong kia nó bự kìa. Gọi vậy. Kìa. Mấy con? Bốn con. Quá im, đẹp không? Nuôi anh. Nuôi cả hầm đó rồi. Anh có cái hồ nha, để nuôi cho nó lội nó sinh sản rồi nhìn thấy đẹp. Qua chị dễ đi mua cá dảnh này cá chục tí vậy đó hả? Con bé nó chạy lắm mấy đó. Dạ dạ. Con cá chảnh nó bự. Đi rồi con đi theo chừng có dính rồi đó. Phụ đường cao dảnh nè. Cảm ơn vậy có gì đâu. Cá dảnh nó ngon nè. Cá dảnh này mà kho lạc ha. Nó có thì cứ chạy mình biết mà. Quá gì? Một chạy này là mấy ký lô đi luôn ở đó cả nhà. Xuống này trước đi. Ngon không? Xuống này nha. Ok. À tuyệt đã không? Xuống đi. Bên đây chưa có. Trời ơi, lũ mơ gì vậy, con âm còn hội gì đó không chú đẹp. Quá im, phụ ơi. Vậy thấy mẹ không? Ừ. Giờ là thầy trò là gãi ốp cho cái mí chài nó dính đằng sau lái đó, rồi sư phụ nắm vô bờ, rồi Điệp thì nắm lặn cái méo ngoài này nè cả nhà, lặn méo ngoài này rồi lặn vô, giống hệt như cái chài mình ở bên ngoài ốp vô. Nhiều khi sư phụ chài nó dính đầu cũng có một số anh em nói trời ơi ông này mà chài gì đâu mà nó dính chiếc chẹt của người ta luôn. Nhớ rồi đợt có cái đài truyền hình nó quay không phụ đó, cho cái mũi cắn đi vô bờ tí xíu. Mũi vô bờ nhóm lên trôi vậy rồi như vậy đó rồi ốp máy nhà ơi ốp máy mày chạy vô đi thôi mày. Ừ. Ừ, cá nhóc hết trơn cả nhà. Ừ. Cái chốt cho hụ bắt nữa đó hả? Ừ. Bắt mà nó bay xuống cây. Tôm nữa hả? Hồi thứ hai rồi. Dạ. Tiêu cân quay hụt quá mày. Đại tử bắt được 4-5 con lộn quần vậy. Mấy con bé được cái đâu mà lộn. Vô đống chà nó đâm chết luôn. Vô đống chà đâm hả? Ừ. Quá trời cá luôn. Con trai này kiếm được vài ký lô đó ha cậu. Mà ở đây có con tôm nữa nha.
quá im ông phụ, cá chốt nhiều vậy. Cái chài đầu tiên nè. Đó. Cá bự bự không à? Cá chảnh bự không hả phụ? Nè tôm nè. Nói chung luôn đi. Quá trời cá chốt ngon. Cá chốt này, cá chốt giấy. Đi xuống luôn ơi. Ồ ngon không? Chốt này mà kho tiêu ăn cọt còn gì bằng. Dữ lắm nha. Rồi mày xuống đây đi. Có chốt hay để có rủi với mấy cái bào không mày? Hả? Có rủi với mấy cái bào cá chưa? Dạ. Nước rồi cả nhà, để đi dịp dùi cá mới được. Xin nấu nước camera. Vài ký luôn nè, còn nhóc nó hết trơn nè, nhóc bự không nè. Cái này là gãi, cái này có mồi không chú phụ? Sao mà nhiều anh em á nói là bỏ mồi rồi gãi, với lại đâu cỡ nửa tháng trước rồi sao luôn có bỏ mồi rồi vậy đó hả? Ừ. Rồi chú phụ nói cho vui nghe nha, là nói chú Sáu bỏ mồi á, thì anh em nào biết chú Sáu bỏ mồi là như thế nào mà lục bình nó mới ngon phụ ơi. Chứ chài này là chài khơi á, không bỏ mồi, quá chài cá luôn. Thôi cái máy đẹp chín nước rồi, nó mờ quá. Nhà chờ chài tiếp theo đi, quá im. Còn cá nhóc ở chân đó, mấy con cá này là không có bắt nha cô chú, nó vẫn còn sống nha. Cá này là cá sơn đó. Dài theo đi. Gãi chài này lặn đó. Dài theo đi. Muốn nó đây cho chừng từ theo. Gãi chài này lặn nó nghe cả nhà. Ngay ngầm ngay phải không? Ừ, nó nằm ở dưới đó một tí xíu. Đúng. Rồi được rồi, cho đúng. Nó được không? Nó trôi vừa rồi. Trôi. Chặn lại với Sáu rồi. Chặn lại đi. Chặn lại với Sáu. Con quay lại đi. Trôi vậy. Trôi, thấy không? Nó trôi qua. Nó trôi. Quay lại. Rồi giật máy một cái ngay nha, giật máy lặn. Dễ hà rồi hả? Được.
cộng với hơi trà ngoài này mới nhiều à. Có trà không? Không, toàn là cây nọc không có phải không? Ừ, cây nọc đá không à, trụ xi măng, trụ xi măng không đó mà, trụ xi măng nó tấp ở cả nhà đó, cả nhà có bờ kè kìa, làm 2-3 lần luôn đó, nó sạt nó lỡ đó không, cả nhà thấy không, sạt nó lỡ chưa, rồi làm lại cái mé trong á, nên mấy cái cây trụ lăn ra ngoài này, cá nó vừa vô gốc gác. Không, cái chỗ nó trống ngon quá trời hả bụ. Dạ, hết biết đã ha. Ở đây là phải không? Ở này là phải không? Ở ừ. Chạy sau thì dưới cây đó. Chạy sau là cái chạy sau là cái con nước lớn nha. Ừ. Đỡ nha. Ừ. Đỡ. Đệ tử gom kỹ dữ lắm đó. Bây giờ ông lặn hết vòng á, rồi ông coi chỗ nào. Đúng rồi. Nó ít là ông phải gom gì đó. Ít chợ. Đại tử lặn mà cái hơi lúc mới xuống á là vòng tròn sư phụ, nhìn sư phụ biết mà. Sao biết. Không biết được. Ở ngoài này nè nó mới có cá bự. Cái gì? Mày đóng trà á. Ờ. Chỗ này mà có nước là chỗ này giải 4 năm trà còn chưa hết trà. Có cái là về gãi nó không có kịp nước nha. Gãi dài trà là con nước lớn à. Luôn nó vô túi nè. Có một con cá chốt, đại tử bẻ cây gai rồi. Xử lý nó lạnh đó. Cho nó vô lại ở trong cái nải lộn quần rồi. Cho nó vô luôn. Mai mốt không biết người nào lấy đang quay clip. Ê, mai coi chừng nha mày, tôi chối nữa nghe. Ừ. Quá được nước văng. Không lắm đây. À. Trời nha. Cũng tạm giá. Bắt vô đi. Không biết hai trời đâu coi. Xúc nè, để lụm ba cái gác này ra cái xúc vô luôn rồi. Về lửa sao? Thôi quẩy xuống. Im rồi đó. Nước lớn à, xà lan vô à. Đây là gọi là kinh sáng xà no. Nhánh cây đã ác thiệt ha. Cây này nó hơi ngoài quá. Hơi ngoài quá. Rồi đẹp giật giật máy. Có mấy con à? Ủa. Nguyên cái gốc bằng và nguyên cái nhánh trà, trời ơi nó chổi tức quá trời tức. Trời. Con cá này đã tử lộn quần nó nè. Lỗ à. Lỗ phụ. Nước lớn rồi. Xà lan vô rồi. Đủ ăn rồi cả nhà ơi. Vũ tiếp sư phụ con cái ơi, gỡ ống ra cái mình đi. Chọn hết không? Nó vô nguyên cái góc bằng quá trời lớn luôn. Cái góc bằng cái cây đó ở đây nó lỡ rồi đó chứ gì? Ừ. Đây mình mở vậy đi. Sao hổm ra mình chạy không dính mà bữa nay dính ta.
có bằng lớn lắm. Dữ lắm cái góc bằng, mà cái góc bằng đó là hay có ca ca ngát lắm bộ, mà con cái nó lớn dữ lắm. Nó chổi tùm lum, nó cao. Nó cao nó chổi rồi thêm một cái nó nữa là nguyên cái nhánh trà lớn ở đâu, nhánh trà đâu mà nó nay nó tấp đi lại đó ta. Nước lớn cá khó bắt lắm mọi người ơi. Nước lớn nữa nó đời tức chết đi nó đi được. Luôn đi trọng luôn. Dữ tiếp hả? Tính trà này ngập mẹ nó rồi. Cái này tính trà này ngập hàng rồi. Tính trà này vô hả? Ừ. Trà này đúng không? Ngập à. Chạy đi xuống đồng ơi. lộn quần cá, mà con cá mà nó khờ đi luôn á. Lộn quần mà vô chổng mà cá nói hôi nọc. Vậy cá lộn quần mà nó nói hôi nọc quá trời. Dạ. Yeah. Ờ, nó nói hôi nọc. Nọc luôn. Nó bị dính nước rồi nghe nè. Cá bự bự không? Ngon. Tháng này làm không kịp nước. Hả? Cái tháng này mình làm không có kịp nước. À. Nước nó mau lớn lắm. Phải được chừng 7-8 chài là ngon cả nhà, mà con cái là nó không có kịp nước á, gãy có chừng 3-4 chài nước lớn à. Giờ chạy ra nhà bè ở ngoài đó là để gửi cái máy hơi đó. Cả nhà thấy nha, cái nhà bè không. Lắc quá. Nhiêu? 9 kg chưa có trừ. 9 kg chưa trừ hả? Rồi để nguyên cái thùng lên nha. Cái thùng đó thường 800 g. Để ở dưới đi sắp. Chú Sáu để đại ở dưới đi sắp rồi. 9 kg không có trừ nha, chưa trừ nha. Ừ. Trời ơi, trời phút luôn không nổi, không nổi. 11 kg. Như trừ như trừ 1 kg đi. Còn 1 kg. Chứ cái xô này có 800 g à. Ừ, cũng còn lại là 10 kg. Trong này có 3 cá lóc kiến nha. Chứ sao đổ luôn đi sao. Trong này nó có 3 cá lóc kiến, con bự, 2 con nhỏ. Đâu rồi? Đâu đi ra ngoài vậy? Đã vậy. Nói không tin tôi. Không tin tôi nữa, không tin ai nữa. Quá im. Mấy cá này thì không đã. Đã thì 10 kg chẳng bo. Cũng được nghe nha. Có mấy ăn cơm chứ sao rồi? Đi bắt chút có đi. Bắt mấy cơm đi. Mấy cá chốt này toàn là dưa là điệp mò không à. Cái cơm này sắp con cứng. Cái gì? Được mấy con cá lầu kiến đó là chiều nay làm sao? Tầm 7 nó xị nhỏ. Một xị nhỏ hả? Nướng luôn. Nướng hả? Ừ. Ê ăn tôm hả tao? Ê. Tôm bỏ qua một cá. À vậy à. Mấy cá chút giấy ngon quá. Đây. Lựa mấy cá chốt giấy nè. Lặn mò à. Rồi lộn quần điệp sợ lắm nên xử lý gai. Ồ ngon quá. Cá chốt giấy. Tôi lượm mềm trong tôm ta. Nè, để kiếm con tôm cứng à. Nè sao, con tôm cứng đó sao.
cá chốt ngon quá im nè, cá chép. Tại vì chú Sáu cũng kiếm ấy nha, cá chốt để cho mã khoai con cá bóng này, cá bóng gì anh em nhớ bình luận ra nha. Bữa hôm sáng vậy giờ còn cứng nè. Chạy xe đạp mà phải chạy xe đạp mà phải đem theo cá cá ống bơm hả? Chứ nó sẽ bắt đuổi rồi làm sao mà ấy. Chuyện vụ, chuyện nó có nhiều vụ. Hả? Chuyện nó nhiều vụ. Nghĩa là? Nếu bự dọn cá lóc kiếm rồi thôi chào hết cả nhà mình nha. Nay khách có 10 kg mà. 10 kg hả? Sao cái bà cái bàn tay sao không rảnh đi ra được? Nó út kìa. Hình như nó mất đi khúc nhỏ. Đâu chú cháu mình đâu? Chào. Ồ nó giống. Thứ nào mà chịu nổi hả? Thứ nào chịu nổi. Chào hết cả nhà nha, về nha. Ngày mốt, ngày mai nghỉ bữa ngày mốt. À vậy là ngày mai cho chú Sáu có một chuyện hả? Ngày mốt cho anh em. Hai chuyện ha. Rồi ok chú Sáu. Không cần gì khỏi cái gì ha. Dạ. Đi đây nữa nha. Dạ. Cái chài của mình á, thấy vậy chứ cái chài thịt xanh ông thấy nó không có phải không, nhưng mà gì á, ông thấy là ông cân cái số lượng không thấy không, thấy vậy đó. Để tôi đặt cái chài, tôi là cái chài thịt xanh con không nổi đâu. Mời cả nhà uống nước với thầy trò. Rồi, nước trà đi, nóng đi cho ấm bụng được. Coi nay tính ra có 3-4 chài với gì trời. Ừ. Nước cái này nó mau lớn, mau quá. Trời ơi, ông thấy con cá, ông thấy là cái con cá dồ mà tôi kỳ đó, tôi với ông mà đi giải gạch sung, ông nhớ không? Cái lần đó thì nói chung là cá bự bự mình ăn đó. Rồi ông cá có bơ lớn là về tôi thả nè, ông nhớ đây không? Mấy cái hai chài là hình như là kỳ đó mấy chục con phải không? Ừ, đúng rồi. Cá dồ ngang. Bây giờ nó bị ngang, bơ lớn rồi, nó dài nè. Vậy hả? Không, nó không. Mà tôi thả thức ăn xuống cái ông thấy ông không hải hùng không đừng kể tôi đây nè, đây là chút mà nó nổi lên thì tính đồng thôi. Con nào thấy nó bự nha, nó lãng rồi, nó lãng rồi, nó bự dữ lắm. Nước nó hồi ạ. Chưa nó ra nó cạn rồi, chút nữa nó lớn nó vô. Vậy à? Ừ. À vậy là cái này nước đi ra vô đó. Sư phụ sư phụ mỗi lần về cá cũng hay thả đây nha. Ừ. Đó là cái vô đó cả nhà thấy không? Đó. Nó bự đó, đó thấy không? Thấy nó không? Ờ. Nó. Không thấy không? Đây nè, đây nè. Ông nhìn cái hàm ông biết. Khi con cá nó cái nó xuống cái tim nó đi theo nè, mai mốt biết nó hút kinh nghiệm dài, ông hiểu chưa? À. Tôi chỉ ông coi chừng nó lên nó hút cái bắt đầu cái tim nó đi cái đường nào, bởi người ta chài người ta biết, người ta kinh nghiệm. À. Đó, bởi vậy anh thấy ông thấy mà ví dụ như nó lên nó hút cái bắt đầu tim nó đi theo này là ông giải chặn động cái ông lụm nó. À. Là tôi chỉ ông coi chừng nó lên nó hút cái rồi nó xuống cái tim nó theo này, nó bởi vậy người ta nhìn theo cái tim là người ta chài, chứ ông giải mà nó hút ngay chân rồi ngay chân ở chỗ đó là ông đâu có giải dính được phải không? À. Khi cái tim nó đi đâu là người ta giải chặn đầu cái lụm mà. Rồi rồi nhá. Vậy là sư phụ cũng hay giải thức ăn xuống đây. Cho nó ăn ha. Dạ. Sư phụ làm gì vậy? Cho nó lại. Cho cá nó ăn hả? Ừ. Rồi mồi đâu? Không có mồi. Cho nó lại. Này nó chưa chạy khoảng có 10 giờ, 10 giờ tôi về đây, tôi lấy cái xe mà yêu cầu vừa chạy tới đây là bắt đầu nó lợi nè. Yeah, nghe cầm cầm mới đầu nó thấy chưa, nó lợi rồi đó. Thấy à, phải nó phải có chú Sáu ở đây cho chú ngồi ở trên lan can này cho chú bò thả mồi nó thả mồi cái cá hầm này bỏ luôn. Không, mồi tôi mà mồi mà của sao lùm thả cá tôi không ăn đâu, dễ gì. Dạ. Yeah. Trời ơi. Nhé. Nó lên ụt cái rồi tôi chỉ cái tim cho coi. Không thức ăn nó không ăn. Đó thấy không? Nó ụt luôn cái nó vô đây thấy tim nó rõ ràng không? Ừ. Không thấy tim nó không? Đó. Đó khi tôi nói cái người ta cái gì cái nó quá trình nó phải có cái kinh nghiệm, người ta đi chài với người ta kinh nghiệm tao mới bắt được nó. Nó ụt lên cái bắt đầu nó xuống cái đầu lần. Nó xuống cái bắt đầu nó lội đâu là tim nó theo đó vậy đó. Người ta giải trận đầu người ta lụm nó ha. Rồi hồi nãy giờ quất ly rồi, giờ quất ly nữa hả? Ừ, đúng ly nó đi. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ chào các bạn mình nha, chào cả nhà mình nha. Thấy vậy cho cái nước này mà giải mà kiếm mà 10 kg là khó lắm cho mấy chuyện đời dạng đâu. Tháng này nó vậy đó, nước nó mau lớn. Tại con nước nó cũng không có thận nước. Không sát, nó không thận nước, cái nó không sát. Ừ, mình gãi. Tháng này khó lắm. Mình gãi. Thấy vậy mà chài vậy thì tính ra cũng đạt yêu cầu lắm rồi đó. Ừ. Với hơn nữa cái chài tôi là cái chài thạch xanh.
Thì cái chỗ tính ra chừng 4-5 kg à, mà chừng là về cân vậy đó. Ừ, hồi lúc cấp đầu nó mãi mình gãi mình tưởng đâu khoảng vài ký ký lô à. Thì theo con nước cả nhà, thì đi chài á, thì cũng làm nghề bà cậu này thì cũng có nhận rất là nhiều anh em cũng bình luận thì cũng làm nghề bà cậu thì theo con nước thì cũng như là làm trong vòng ngày dài 1-2-3 ngày gì đó. Thì thầy trò cũng đi chài về cũng được mấy cá cả nhà ơi. Thì chú Phụ với chú Sáu với Điệp chia nhau ăn chứ không có bán. Thì đồng thời Điệp gửi đến cô dì chú bác anh chị em ở phương xa trên mọi miền tổ quốc, trong nước và ngoài nước có buổi tối xem clip của Điệp luôn và hạnh phúc yêu thương cuộc sống nha. Và Điệp cũng xin khép lại video tại đây đó. Thì thầy trò cũng được một mớ cả nhà, chú Sáu này được bọc, Điệp cũng bọc với sư phụ được nhâm xô đó. Giờ Điệp bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha đó. Ý sẵn hôm nay là tôi từ giờ không gà lâu lắm rồi tôi không coi clip, chung là tôi về tôi cũng mất bằng công chuyện rồi, hoặc giả là tôi thích tôi coi thời sự được không ạ, nhất là phái vụ mà chiến tranh rồi kia coi đó. Thành ra là nghe đệ tử nói là sắm được cái máy lặn rồi cũng nhiều anh em vô thì cũng bàn ra tán vô này kia nọ, nói chung cái chuyện đó không phải đâu. Tôi thì nói chung là bởi vì tôi công chuyện nhiều lắm, hơn nữa đệ tử tôi thì nói chung là cũng có khi là quay cái clip và để gửi đến cho anh em coi, thấy không, chừng 2-3 ngày mà không có clip này kia nọ anh em trong. Rồi có khi mà nếu tôi không đi như vậy thì ví dụ như đệ tử thì sắm cái máy khác thì cái chuyện đó là bình thường, bởi vì cái chuyện đó là một là phục vụ anh em, thứ hai là cái chuyện là cũng cơm gạo, thấy không, đi chài để quay clip rồi cũng kiếm cơm gạo cho gia đình, chứ không phải là phản bội tôi hay gì đâu. Nói chung là đệ tử thì sống cũng có tâm lắm, cũng biết kính trên nhường dưới rồi cũng biết điều, thấy không. Còn cái chuyện mà tôi có đi hay không thì là lâu lâu tôi mới đi, chứ không phải là mỗi ngày mỗi đi, bởi vì cái chuyện hoàn cảnh mỗi người nó có khác nhau đó. Khi công chuyện nhà tùm lum hết trơn, phải làm chuyện này chuyện nọ rồi lâu lâu mới có đi được. Không có rảnh, nói tóm là không có rảnh. Còn đệ tử thì sắm máy được đi thì cái chuyện nó càng tốt thôi. Cái này nhằm mục đích cũng phục vụ cho các bạn mình, anh em cả nhà mình, thứ hai là cũng có clip để này kia cũng kiếm cơm gạo rồi. Thôi bây giờ vậy nha, anh em đừng bàn tán xôn xao gì nữa trơn á. cũng có một số cô dì chú bác anh chị em á bình luận nói là sư phụ không đi chài là không ấy, mà chẳng qua là sư phụ cũng để coi đệ tử của mình thử coi ra sao, thử coi có chài có lặn được hay không. Cũng có một số cô dì chú bác nói là cũng như là sư phụ á là phải cái nghề của sư phụ này là không phải cái nghề cơm gạo đó. Rồi cũng có nhiều cô dì chú bác nói là sư phụ á nói là lớn tuổi rồi thì cũng từng tuổi của sư phụ cái này á là người ta có thể ngồi chỗ và chống gậy nữa, rồi sư phụ chỉ yếu ra là đi giải trí đam mê. Cũng có một cái bình luận hỏi sư phụ á, hoa kiển của sư phụ á có mướn có cần người sửa đồ hay uống éo gì hay không? Thôi đâu có, mình ở làm được rồi. Làm đồ chơi mà đâu có bán là đâu mà phải có người nhiêu làm được rồi. Thì đệ tử cũng có trả lời những bình luận đó cũng của anh em, thì nói sư phụ làm không phải là để bán, sư phụ chồng là cũng uống éo này kia cũng chăm sóc là để cho nó vui nó, chứ ngoài ra không phải là nói sư phụ làm mà ấy, nên sư phụ không có mướn anh em làm, sư phụ cũng biết chút đó. Rồi giờ Điệp chào cả nhà nha. Thì sư phụ cũng dạ giải thích như vậy, cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã cũng có lời hay ý đẹp. Những cái bình luận Điệp rất là tôn trọng và quý báu, đó là gửi lời thăm chúc phúc sư phụ với chú Sáu với Điệp. Rồi giờ Điệp xin khép lại video tại đây, hẹn quý ông bà cô dì chú bác anh chị em những clip tiếp theo nha. Điệp chào và hẹn gặp lại. Rồi vậy thôi, bây giờ chào cả nhà, chào các bạn mình nha. Rồi anh em nào mà ủng hộ cho chủ kênh này là cũng nhớ nhấn like cho nó, để nó có động lực rồi nó làm những cái like, những cái clip này nó hay hơn nha. Dạ. Cái gì nó cũng vậy. Rồi tạm biệt nha. Rồi, mai mốt nữa đi. Rồi, rồi đi. Bye bye cả nhà. Giờ thầy trò mới được mấy cái về thôi.